Kính chào quý thầy cô, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách tạo lớp học, thêm và xóa học sinh khỏi lớp. Sau khi vào tài khoản trường học mở, quý thầy cô tiến hành tạo lớp học theo các bước sau đây. Bước 1, thầy cô chọn các khóa học. Tại đây, quý thầy cô chọn khối lớp mà mình đang dạy. Ví dụ, tôi chọn toán lớp 3. Sau đó, thầy cô ấn tiếp tục. Tại đây, thầy cô click vào lớp học mà mình vừa tạo và tiến hành đặt tên lớp. Ví dụ, tôi đặt tên lớp là toán 3A, cô Hồng. Sau đó, thầy cô ấn vào dòng chữ đặt tên lớp của bạn. Như vậy, lớp học của thầy cô đã được tạo thành công. Tiếp đến, tôi sẽ hướng dẫn thầy cô cách thêm học sinh vào lớp. Thầy cô ấn vào dòng chữ thêm học sinh ở bên phải màn hình. Đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở, quý thầy cô lựa chọn cách 2 hoặc cách 3 sẽ thuận tiện hơn. Nếu học sinh đã có sẵn tài khoản, thầy cô chọn cách 2. Nếu học sinh chưa có tài khoản, thầy cô chọn cách 3. Ngay sau đây, tôi sẽ hướng dẫn thầy cô theo cách số 3, tạo tài khoản cho học sinh của bạn. Thầy cô tiến hành nhập tên học sinh của mình. Ví dụ, tôi nhập tên học sinh Trần Văn Na. Ngay lập tức, tên người dùng duy nhất đã được hệ thống tự động tạo. Tôi tiến hành nhập tên học sinh của một em khác. Ví dụ, Trần Đắc Hải Nam. Thầy cô nhận thấy tên người dùng duy nhất của em học sinh này không hiện ra. Lý do là vì một số tên tiếng Việt không tương thích với hệ thống. Thầy cô linh hoạt rút ngắn tên của em học sinh đó hoặc viết không dấu tên của em học sinh này. Như vậy, tên người dùng duy nhất của em đã được tạo. Thầy cô tiếp tục nhập tên học sinh của cả lớp mình cho đến hết bằng cách ấn vào dòng chữ thêm dòng mới. Sau đó, thầy cô ấn tiếp theo. Ở bước này, hệ thống sẽ tự tạo mật khẩu cho các bạn học sinh. Thầy cô thấy rằng mật khẩu ở đây rất khó nhớ. Vì vậy, thầy cô có thể đổi mật khẩu cho các em tại đây. Ví dụ, tôi đổi mật khẩu thành toán 3A, cô Hồng. Và tôi sao chép mật khẩu này và áp dụng cho tất cả các em học sinh còn lại. Như vậy, thầy cô sẽ dễ dàng quản lý tài khoản của các em học sinh. Tiếp đến, thầy cô ấn tạo tài khoản. Ở bước này, thầy cô lưu ý như sau. Vì lý do bảo mật, đây là lần duy nhất thầy cô sẽ được phép truy cập vào danh sách mật khẩu này. Hay nói cách khác, thầy cô chỉ có duy nhất một lần tải về thông tin của học sinh. Trên thực tế, điều này được ví dụ như sau. Hôm nay, thầy cô tạo tài khoản cho 10 bạn học sinh nhưng không tải danh sách đó về. Ngày mai, thầy cô tiến hành tạo tài khoản cho 5 bạn học sinh mới và tiến hành tải danh sách này về. Thì danh sách tài khoản thầy cô nhận được chỉ có tài khoản của 5 bạn học sinh mới nhập. Lý do vì thầy cô không thể truy cập vào danh sách tài khoản của 10 bạn học sinh ban đầu cho lần thứ 2. Để hoàn thiện bước này, thầy cô ấn tải về. Ngay lập tức, thầy cô sẽ nhận được một bảng Excel, trong đó bao gồm tên học sinh, tên đăng nhập và mật khẩu của các em. Thầy cô gửi thông tin này cho các em học sinh để các em truy cập vào tài khoản của mình. Như vậy, học sinh đã sẵn sàng tham gia lớp học. Học sinh nào đã có sẵn tài khoản, thầy cô sẽ chia sẻ mã lớp học để các em có thể vào lớp. Học sinh được vào lớp thì sẵn sàng nhận bài tập của giáo viên. Nếu giáo viên muốn điều chỉnh danh sách lớp bằng việc xóa các em khỏi lớp học, thầy cô có thể thao tác như sau. Thầy cô click vào ô vuông tương ứng với tên của bạn học sinh đó. Ngay lập tức, thầy cô nhìn thấy dòng chữ hành động đã được in xanh. Ấn vào đây, thầy cô sẽ nhìn thấy 3 nội dung sau. Thứ nhất, thêm vào lớp học để thêm học sinh này vào một lớp học khác. Thứ hai, xóa khỏi lớp học để xóa học sinh khỏi lớp học này. Thứ ba, ngừng giảng dạy để ngừng giao bài tập cho em học sinh này. Như vậy, để xóa em học sinh này khỏi lớp, thầy cô ấn vào dòng chữ xóa khỏi lớp học. Sau đó ấn vào dòng chữ tương tự. Ngay lập tức, học sinh Trần Văn A đã được xóa khỏi lớp học của thầy cô. Từ lần tạo lớp thứ 2, thầy cô quay trở lại bảng điều khiển của giáo viên và ấn vào dòng chữ màu xanh thêm lớp mới và tiếp tục lặp lại các bước tương tự. Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn cách tạo lớp học và thêm xóa học sinh khỏi lớp. Để được hướng dẫn phần nội dung xem tổng quan mức độ hiểu bài và thái độ chủ động của lớp, xin mời quý thầy cô xem video tiếp theo. Kính chúc quý thầy cô thao tác thành công!
và có nhiều trải nghiệm hữu ích khi sử dụng nền tảng Khan Academy.